chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Hôm nay thì em sẽ làm tiếp tục một video làm sinh tố để giải khát trong ngày hè, rất là bổ dưỡng. Đó là em làm sinh tố xoài sữa chua. Ở đây thì em chuẩn bị 3 trái xoài cho khoảng 4 cái ly nhỏ như thế này, thì em sử dụng khoảng 3 trái xoài và sữa chua này em tự làm thì em sử dụng khoảng 350ml, tương đương với khoảng nếu mà mình mua ngoài cứ 8 một hũ của nó thì khoảng 80g, thì nó gấp khoảng 5 6 hộp gì đó, 5 6 hộp sữa chua ở ngoài. 5 4 hộp 4 8 3 2. Gần 5 hộp các anh chị. Một cái này là gần 5 hộp sữa chua ở ngoài. Và hai cái hộp sữa tươi. Các anh chị có thể sử dụng sữa tươi loại nào cũng được. Mình sử dụng cái TH này cũng được, cái TH này nó béo này. Và xoài thì mình sử dụng cái loại mình mua cái xoài xay sinh tố, thì cái loại xoài nào mà nó chín cây ấy, nó thơm lắm. Cái loại xoài này em mua nhìn thì nó không đẹp nhiều nhưng mà nó rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ gọt xoài nhé. Xong thì mình sẽ để khoảng nửa trái, mình cắt hạt liệu như này để lát nữa mình cho lên trên. Đây anh chị cứ cắt như này mình cho lên trên cho nó đẹp thôi à. Còn tất cả thì mình sẽ lọc hết lấy cái thịt để mình đi xay sinh tố thôi. Sau khi lọc hết phần cơm xoài, mình sẽ cho vào máy xay. Sữa tươi. Sữa chua. Và mình xay cái sinh tố thôi. Được cái hỗn hợp sinh tố của mình rồi. Có hai cách, đó là các anh chị có thể cho đá bào vào đây để mình xay cùng, nhưng mà nếu mà như vậy á thì em thấy là cái sinh tố của mình, vì cái máy nhà em là cái máy gia đình ấy, nên là nó không có xay được cái đá cục, mà mình phải đập đá ra rồi mình mới cho vào, là đá nó nhanh tan lắm, nên là em sẽ không cho đá vào đây mà em sẽ đập mà đá nhỏ ra như đá bào á, rồi mình cho sinh tố vào, hoặc là mình cho sinh tố trước rồi mình cho đá bào lên trên, nó sẽ đỡ nhanh tan hơn là mình cho vào xay cùng. Mình sẽ cho sinh tố ra ly nhé. Cuối cùng là mình cho cái xoài lên. Và cuối cùng là mình mời cả nhà thưởng thức cái ly sinh tố xoài sữa chua rất là thơm ngon, bổ dưỡng. Các anh chị ơi, vậy là em đã vừa hoàn thành xong những cái ly sinh tố xoài sữa chua rất là hấp dẫn như thế này. Mình hãy cùng thực hiện những cái món sinh tố rất là bổ dưỡng và mát
sảng khoái, mình có thể bổ sung sức khỏe cho cả gia đình trong những cái dịp mà hè hay là dịch như thế này thì tăng cường sức đề kháng rất là tốt mà cực kỳ ngon nữa. Mình không cần phải ra quán để mua những cái ly sinh tố nữa nhé. Video thực hiện cái món sữa chua sinh tố sữa chua xoài của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo. Em cảm ơn các anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh của em nhé. Để tiếp tục nhận những video mới nhất thì em mời các anh chị đăng ký kênh ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.